Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2. Tập 55. Chương 541, Kỳ Công Bất Thế. 1. Mạnh Nguyên trực về quân doanh, đặt thiết thương bên tường, Học Thiết Tâm Nguyên ngồi ở ngưỡng cửa. Đây là một biệt viện trong Yến Triệu Quốc Vương Phủ, nay thuộc quyền sử dụng nhất phiến vân. Buổi tối chúng ta ăn món lão Hứa làm được không? Nhìn mà thèm. Thiết Tâm Nguyên ngửa cổ ném đậu rang vào miệng cười, huynh nói ta mở cửa hiệu bán thứ này có chạy không? Mạnh Nguyên Trực cười méo miệng, trước kia mở hiệu bánh canh, giờ mở hiệu bán thịt dê, thật đúng là chuyên tâm với tổ nghiệp, ngươi còn rảnh làm mấy chuyện này à? Không chỉ mở một hiệu, ta muốn mở chuỗi cửa hiệu dây chuyền, mở khắp thế giới mới được. Thiết Tâm Nguyên càng nói càng nhiệt tình, nếu cửa hiệu đủ cao cấp, tới ăn tất nhiên toàn huân quý. Bọn họ sẽ bất giác mang tới tất cả bí mật tới, chỉ cần có người đủ nhạy bén là không khó tập hợp thông tin rời rạc thành thứ có lợi. Chưa kể khi cần tiện thể hạ độc vài kẻ. Cửa hiệu hạ độc giết người thì tất nhiên hậu quả nghiêm trọng, không thể nào mở được nữa, nên cần tìm một người hợp tác đủ cứng. Ví như Gia Luật Trọng Nguyên, vào lúc cần thiết, giết kẻ lão già đó không thích, rồi để lộ ra vào thời điểm thích hợp, ha ha ha, tha hồ mà vui. Nhìn nụ cười gian như hồ ly của Thiết Tâm Nguyên, Mạnh Nguyên Trực bắt đầu nghĩ lại hướng đi của bản thân. Vì hắn thấy định vị làm cánh tay trái phải của y không thích hợp, hắn không theo kịp lối tư duy cổ quái cực điểm của Thiết Tâm Nguyên. Một người đoán không thấu tư duy của thủ lĩnh, không hợp cách theo bên cạnh. Có điều nhìn rộng ra toàn bộ người trong Thanh Hương Cốc cũng liên tục bị tư tưởng của y làm trở tay không kịp à, đến gian như lão Hứa cũng vừa bị lừa một cú, nghĩ thế lòng đỡ thấp thỏm hơn. Hôm nay Gia Luật Hồng Cơ cử người tới, ta thấy mình thể hiện không tệ, chuyện có vẻ tới đây xong rồi đấy, chúng ta sắp đi Đại Tống chưa? Thiết Tâm Nguyên đột nhiên bật cười, xong, ha ha ha, Cáp Mật Thống Quân, ti, lão Mạnh, có biết một thống quân ti có bao nhiêu quân không? Một chút, người Khiết Đan lập Nam Kinh Đô Thống Quân ti, Tây Bắc Lộ Thống Quân ti, Ô Cổ Địch Liệt Thống Quân ti, không dưới 12 cái. Trong đó nhỏ nhất là Đông Bắc Lộ Thống Quân ti quản hạt 3 nước, 16 quận, 18 vạn quân, chưa tính bộ tộc quân và nô binh. Mạnh Nguyên Trực là người quân ngũ không lạ mấy chuyện này gập ngón tay tính, nói tới đó như sực hiểu ra, lão già khốn kiếp muốn thôn tính chúng ta. Không sai, lão ta muốn thôn tính chúng ta, đợi mà xem, khi chúng ta đi sẽ có rất nhiều quan viên theo chúng ta về Cáp Mật. Nhất Phiến Vân tuy là trưởng quan cao nhất, nhưng vị trí chủ chốt đều là của người ta. Thiết Tâm Nguyên cười khẩy, Mạnh Nguyên Trực kinh hãi, trên chiến trường hắn không biết sợ gì, nhưng thủ đoạn này hắn không biết ứng phó ra sao, thế này chúng ta không tới Tây Kinh cho rồi. Thiết Tâm Nguyên ung dung nói, sao lại không tới chứ, chúng ta muốn quang minh chính đại lập quốc thì không thể thiếu sự cho phép của Khiết Đan. Nếu đám quan viên đó muốn cai quản Thanh Hương Cốc thì sao, nếu thế không bằng ta dẫn người nhà về Đại Tống ẩn cư còn hơn. Mạnh Nguyên Trực nói rất dứt khoát, nếu Thiết Tâm Nguyên chỉ cần có chút do dự ở chuyện này là hắn đi ngay, bình tĩnh đi, việc này giống như chung tiền mở quán ăn. Chúng ta góp đầu bếp, góp trưởng quầy, Gia Luật Trọng Nguyên muốn có người làm trướng phòng đảm bảo lợi nhuận cho mình là hợp lý. Thiết Tâm Nguyên ấn vai Mạnh Nguyên Trực xuống, nhân tâm một khi nguội lạnh làm ấm lại rất phiền, lão Hứa đang thương lượng việc này. Mạnh Nguyên Trực vẫn đứng ngồi không yên, nhưng nếu người ta... Thanh Hương Cốc không chỉ có người nhà của huynh, có mẹ ta... muội tử ta và các huynh đệ của ta, lão bà tương lai của ta nữa, kẻ khác đụng vào thì mạng của hắn không còn dài đâu. Thiết Tâm Nguyên nói chắc chắn, tin tưởng lão Hứa, huynh ấy sở trường mấy chuyện này lắm, mấy năm qua, ủy khuất vì Mục Tân là đối thủ quá cường đại thôi, người như thế trên đời không có mấy, loại như Gia Luật Trọng Nguyên thế nào cũng bị lão Hứa dồn cho lên trời xuống đất đều không xong. Mạnh Nguyên Trực đấm đầu, càng ngày ta càng thấy ở bên cạnh ngươi giống ở Hoàng Cung Đại Tống rồi, nên đoán chừng ngươi có thể lập nên quốc gia to như Đại Tống đấy. So sánh này thật thú vị, Thiết Tâm Nguyên cười lớn, thong thả thôi, lão Mạnh, chúng ta mới đi những bước đầu tiên, còn xa lắm, cứ bước từng bước một đi. Bất chi bất giác tuyết nhỏ đi nhiều, còn bông tuyết li ti như bụi, đám mây âm u đã rời đi nhường chỗ cho bầu trời xanh lam. Trời càng lúc càng lạnh, Thiết Tâm Nguyên rời Yến Triệu Quốc Vương Phủ, chứ không thể để hết vào một cái giỏ được. Đi trên đường phố gió lạnh căm căm, từng chiếc xe trâu đi qua bên cạnh, trên xe toàn thi thể, chiếu đắp sơ sài lộ ra bàn chân bầm đen như than. Người lang thang ở Tây Kinh nhiều lắm,
đa phần là người Hán mất đất đai vào thành kiếm việc tạm thời. Từ khi người Khiết Đan nhận thức được thu lợi từ đất đai lớn hơn nhiều chăn thả gia súc, quý tộc Khiết Đan liền ra sức chiếm đoạt đất đai, hy vọng hoa màu mọc ra từ đất mỗi năm mang lại cho mình thu nhập phong phú. Giống như làn sóng người có tiền mua đất ở Đại Tống, nhưng huân quý Đại Tống biết lưu lại điền hộ để bọn họ kiếm cái ăn no bụng, quan gia Đại Tống ít nhiều biết sửa sang thủy lợi, cổ vũ nông tàng. So ra thì huân quý Khiết Đan đầu óc chưa giải phóng khỏi cuộc sống chăn thả, thế nên chỉ biết ra sức chiếm đoạt như chiếm đoạt mục trường, sau đó định ra thuế thật cao, ngồi đợi mùa thu thu lợi. Dưới tình hình đó nông dân làm sao sống nổi, mất đất đai thì chỉ còn cách vào thành làm thuê kiếm sống. Nhưng thành trì Khiết Đan thì không lấy đâu ra nhiều công phường như Đại Tống, không tiếp nạp được nhiều lưu dân như vậy. Khiết Đan cũng không có cơ cấu thu nhận lưu dân thành xương quân như Đại Tống. Vì thế, thời tiết giá rét khắc nghiệt thế này, bọn họ biến thành xác chết cứng đờ bị sai dịch kéo lên xe trâu, mang ra loạn táng cương vứt bỏ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, hiểu rõ nguồn cơn, Thiết Tâm Nguyên nhận ra đây là cơ hội tốt cho Thanh Hương Cốc. Chứ người biết làm ruộng trong tay y thực sự quá ít, hy vọng những dã nhân chưa bao giờ biết tới lưỡi cày không khác gì đánh cược hết vào sự ban ơn của ông trời. Mà theo kinh nghiệm của Thiết Tâm Nguyên, ông trời luôn thích chơi đều người ta vào lúc bất ngờ nhất. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 542, Kỳ Công Bất Thế, 2. Thiết Tâm Nguyên muốn có một quốc gia bách nghiệp hưng vượng, thậm chí không cần quan phủ thúc đẩy, chỉ bằng vào nhu cầu tự thân của con người đủ duy trì một thị trường lớn, làm nó phát triển tốt đẹp. Người nắm quyền chỉ điều phối và dẫn dắt thôi, những việc khác bách tính tự làm, bọn họ có thể làm rất tốt. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, câu nói của Lý Thế Dân đã rất rõ ràng, cả đời ông ta đều không xâm hại lợi ích của bách tính một cách quá mức. Dù ông ta có giam cha, giết huynh đệ, chặt đầu lão bà, nhi nữ, giết cả nữ tế lẫn đại thần. Cả trung thành lưu danh sử sách như Ngụy Trưng cũng bị ông ta đào mộ quật xác, làm hết chuyện ác trên đời, vẫn cứ được truyền tụng là thiên cổ đệ nhất đế vương. Vì sao? Ông ta rất ít giết bách tính. Thông qua ví dụ này, Thiết Tâm Nguyên phát hiện, giết huân quý chẳng phải chuyện lớn, chẳng ai quan tâm hết, giết bách tính mới là to chuyện. Đi một vòng quan sát thế thái nhân tình, quay trở lại thì Hứa Đông Thăng đã về rồi, đám thậm thụt gì đó với Mạnh Nguyên Trực. Nếu kiến quốc thành công, hai tên này chính là huân quý, thành phần bị mình chặt đầu. Mạnh Nguyên Trực rất nhạy cảm, nheo mắt nói, ngươi vừa nhìn lướt qua cổ ta. Ha ha ha, tình cờ thôi, ra ngoài bị tuyết bay vào. Mắt, Thiết Tâm Nguyên giải thích rất không liên quan, Hứa Đông Thăng tự giác bỏ qua ánh mắt đáng ngờ của Thiết Tâm Nguyên, nói, gia luật Trọng Nguyên quyết ý rồi, chỉ cho chúng ta làm các mật thống quân ty, phải làm sao? Dễ thôi, trong văn thư với Khiết Đan thì dùng các mật thống quân ty, giống như văn thư với Tống, chúng ta tự xưng là nước Vu Điền, không hề gì. Quan trọng là bản thân chúng ta tự biết mình là gì, không thể lẫn lộn, nếu không phiền đấy. Thiết Tâm Nguyên giơ ngón tay lên, xây tường cao, tích trữ lương, hoãn xưng vương, đó là quốc sách của một bậc kiêu hùng xuất thân chân bùn, rất đáng cho chúng ta tham khảo. Lão Hứa, dựa theo tư tưởng chủ đạo này mặc cả với chúng, tạm thời chúng ta không cần mấy danh phận hão huyền. Mạnh Nguyên Trực ghét nghe người ta thương lượng chuyện mình không hiểu, dục, Lão Hứa, làm cho ta bát thịt đi. Hứa Đông Thăng nhìn Mạnh Nguyên Trực ngồi đợi đã ăn mất nửa bát hành mà hắn băm, lau bầu rồi múa đao xẻo thịt. Sợi mì cho vào nồi canh, chẳng mấy chốc trong nồi nổi bập bềnh mì trắng cùng thịt dê thái mỏng gặp nước nóng cong lại, cho nắm lá hành vào nồi, thế là có màu xanh bắt mắt, vớt ra ba cái bát lớn. Không cần biết là xưa hay nay, người Trung Quốc vĩnh viễn thảo luận quanh bàn ăn. Nước Liêu nhiều người, chúng ta lại cần người, phải nghĩ cách đưa những người bọn chúng không cần tới chỗ chúng ta. Thiết Tâm Nguyên vừa bê bát hút sùng sục vừa nói, Mạnh Nguyên Trực nói ngay, dễ lắm, chỉ cần Lão Hứa làm một nồi thịt dê, đảm bảo họ theo tới chân trời góc biển, ha ha ha. Hứa Đông Thăng trực tiếp loại bỏ lời vô giá trị này, chuyện mở quán ăn, gia luật Trọng Nguyên còn nhiệt tình hơn chúng ta. Lão ta muốn cho người quản lý quán ăn, ta từ chối rồi, lý do là tương lai quán ăn làm chuyện bẩn thỉu, nếu lão ta có liên hệ rõ ràng không lợi thanh danh. Về lưu dân hẳn không quá khó khăn, nhượng bộ chúng ở một số vị trí lão ta sẽ chấp nhận thôi, ví như cho nít cổ lỗ, nắm giữ quán ăn,
Tương tự để lão ta nghĩ rằng các mật nắm trong tay mình thì không có lý do gì không để chúng ta nuôi Lưu Dân giúp. Mạnh Nguyên Trực đang cúi đầu húp canh chỉ ngước mắt lên, trước kia ở Đại Tống ngươi cũng lôi quan viên xuống nước như vậy à? Hứa Đông Thăng cười, thủ đoạn mưu sinh thôi, khi Niết Cổ Lỗ phát hiện thứ công cụ quán ăn này tiện dụng, hắn sẽ bất giác làm chuyện ngoài khuôn khổ, mỗi lần như thế chúng ta mang tới cho hắn nhiều lợi ích, thế là hắn lún vào không cách nào quay đầu. Mạnh Nguyên Trực gật đầu, sau này ta thành đại tướng quân, thương cổ vào nhà là đánh gãy chân ném ra ngoài ngay. Hứa Đông Thăng tiếp tục chuyện của mình, nhưng thế thì chuyện đi Đông Kinh tạm hoãn lại, trong thời gian ngắn khó rời nơi này. Còn về người mà ngươi cần, tốt nhất chỉ nhận những người có đầy đủ gia đình, nếu không có vương bận gì thì khó mà giáo hóa thành lương dân được. 15 ngày nữa là ngày Liêu Hoàng Tế Thiên ở Long Thủ Sơn, đón Nhạn trở về phương Bắc, quan viên đi theo ông ta, đấy là lúc hành động tốt. Thiết Tâm Nguyên thỏa mãn phun ra hơi trắng, vỗ bụng, theo gia luật Trọng Nguyên mà làm thôi, lão ta là thủ lĩnh của chúng ta. Vậy mời lão ta hạ lệnh đuổi Lưu Dân khỏi Tây Kinh để chính đốn trị an. Mạnh Nguyên Trực nhíu mày, lão Hứa, mạnh tay quá rồi, nếu không đủ lương thực bố trí Lưu Dân, ngươi sẽ thành ác nhân giết hại vô số người. Thiết Tâm Nguyên trấn an, Tây Kinh đất rộng người thưa, nằm ở vùng Bình Nguyên, nhiều sông ngòi tiện tưới tiêu, năm ngoái là mùa bội thu, lương thực không thiếu, chỉ là không ở trong tay bách tính thôi. Hôm nay ta đi khắp Tây Kinh dò hỏi, đám thương nhân lương thực nói, chỉ cần có tiền, bao nhiêu lương thực cũng có. Nếu là lương thực cũ, giá rẻ rợn người, mà thứ duy nhất chúng ta dư giả lúc này vừa vặn là tiền. Tuyết lớn rừng, mặt trời càng thêm rực rỡ, nhưng không làm người ta cảm thấy có chút hơi ấm nào, ánh mặt trời ở Tây Kinh lạnh. Tôi không chấp nhận được, dù chó vàng giỏi chịu rét cũng run run rúc vào góc khuất gió, dùng đuôi quấn người. Người chết càng nhiều, trên xe châu có cả thi thể thanh niên trai tráng, có những cái xác ôm chặt lấy nhau không tách ra được, ở giữa thường là đứa bé tím tái. Sai dịch làm việc này tới trơ lì rồi, cứ thế ném lên xe. Chuyện đuổi Lưu Dân khỏi thành chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền gia luật Trọng Nguyên, Niết Cổ Lỗ hạ lệnh một tiếng. Phủ Doãn Tây Kinh phái toàn bộ binh lính và sai dịch đi khắp nơi lùng sục Lưu Dân trục xuất khỏi thành. Phủ Doãn sớm đã mất kiên nhẫn với đám Lưu Dân này rồi, từ lúc nhập đông tới giờ vụ án trong thành nhảy vọt, tám phần do Lưu Dân gây ra, đám người bụng đói này chuyện gì cũng dám làm. Đuổi toàn bộ Lưu Dân khỏi Tây Kinh chỉ có lợi chứ không có hại. Liên tục xảy ra sự kiện ám sát, lần trước còn có đám thân binh hộ vệ gánh tội, nếu xảy ra chuyện gì nữa, Phủ Doãn cho rằng mình chết không liên lụy tới cả nhà đã là nhờ ông trời thương xót rồi. Ông ta cũng trục xuất Lưu Dân lắm, nhưng nhân tính chưa mất, biết đuổi họ đi thì những người này giữa đồng không mông quạnh chỉ có đường chết mà thôi. Giờ Niết Cổ Lỗ ra lệnh thì tốt rồi, dù có gây ra nghiệt chướng gì cũng không phải do mình chịu. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 543, Kỳ Công Bất Thế. A. Một số lưu dân mặc quần áo tương đối ấm áp khiếp đảm nhìn sai dịch cầm gậy gộc xua đuổi lưu dân bất chấp họ năn nỉ gào khóc. Quay đầu nhìn tên hán tử hung dữ, thấy hắn còn hiền từ hơn Di Lặc trong chùa gấp chục lần. Nếu như hôm qua không phải hán tử này cùng một thiếu niên công tử hiền hòa phú quý chiêu mộ họ làm việc, cho họ quần áo ấm áp, cho họ lương thực nấu cháo vượt qua đêm giá lạnh, hôm nay bọn họ không bị đám sai dịch chết bằm nhìn quần áo không nhìn người đuổi ra khỏi, thành thì cũng chết cóng. Mỗi lưu dân được thuê làm việc khi đi qua thiếu niên công tử đều bất giác cúi mình xuống. Trong thành mừng nhất là thương nhân lương thực và trưởng quầy cửa hiệu, chẳng những trong một ngày bán hết lương thực cũ tồn kho, còn thanh lý được toàn bộ quần áo cũ, lại còn nhận đơn đặt hàng lớn, người ta muốn lều bạt và muối ăn, trâu ngựa, lương thực càng cần nhiều hơn nữa. Thế là đám nha nhân chen lấn chật kín Phúc Thọ Cư. Nghe nói là một vị môn khách của Yến Triệu Quốc Vương phủ muốn tiêu tán gia tài trần tế nạn dân, cầu phúc cho bệ hạ và Yến Triệu Quốc Vương phúc thọ vạn năm. Nếu không có cái phần Yến Triệu Quốc Vương ở phía sau gia luật Hồng Cơ sẽ triệu kiến thiếu niên kia, khen thưởng một phen. Nhưng vì có cái phần thừa kia mà hắn bỏ đi quyết định này, lệnh đám thuộc hạ không can thiệp bừa bãi là được, tùy y, dù sao cứu tế bách tính là chuyện tốt. Thương cổ trong thành giơ hai tay tán thành, ai cũng tán tụng lòng từ bi của thiếu niên đó. Thiếu niên đó còn tuấn tú hơn không ít khuê nữ, hai cành tay mịn như ngọc, nhìn là biết chim non được tổ tiên trưởng bối che chở, chưa biết khổ cực là gì.
lại nhìn chàng hạt ngọc quý giá trên tay y, giọng nói nhẹ nhàng, đám nha nhân và thương cổ quyết định. Một khi còn cháu mình có dấu hiệu biến thành thế này là loạn côn đánh chết chứ không giữ làm gì để hại tổ tông. Nhìn từng phiến lá vàng biến thành quần áo cũ, thành lương thực sắp mốc, lều bạt rách dưới và trâu ngựa gầy còm, mật thám nước Liêu chẳng còn hứng thú theo dõi nữa. Những thứ này trừ cho lưu dân ra thì không có ích lợi gì cả, không thể làm quân lương vì chẳng giữ được lâu, dù dùng làm thức ăn cho ngựa cũng chẳng phải là thứ thức ăn tốt. Cho dù giá lương thực rẻ, Thiết Tâm Nguyên vẫn bị lửa giận bốc lên đầu, vì lương thực rẻ không phải do phủ Doãn muốn giúp lưu dân, mà vì Hứa Đông Thăng phải mang tới phủ ông ta một dương bạc, đến khi trần tế nạn dân. Còn phải nói là phủ Doãn đại nhân không nỡ nhìn thảm cảnh của họ cố tình ép giá lương thực xuống, vì chuyện này mà phủ Doãn đại nhân chịu nguy hiểm rất lớn. Tên phủ Doãn này lại còn là người Hán. Thiết Tâm Nguyên về phòng, đấm ngực rất lâu mới bình tĩnh lại, thở dài, nước Liêu không diệt vong thì lẽ trời không tha. Mạnh Nguyên Trực đang ngồi ăn đậu rang, tròn mắt hỏi, vì sao? Đám người khiết đan này không học được sự mềm dẻo của người Hán, lại mất võ dũng của tổ tiên, giống như sư tử và hổ tạp giao sinh ra sư hổ thú không có khả năng sinh ra đời sau. Thiết Tâm Nguyên hậm hực nói, Mạnh Nguyên Trực hỏi rõ đầu đuôi cười dài, đừng giận hại người, đợi khi chúng ta rời Tây Kinh, ta lén quay lại lấy đầu phủ Doãn là được. Cơn giận chưa nguôi, Thiết Tâm Nguyên mở cửa sổ ra, chỉ thấy băng nhọn treo đầy bên ngoài, gió thổi tuyết lên trên không. Làm giữa trời quan tuyết lại rơi lả tả, thôi vậy, ta không giận nữa, cứ dựng nồi cháo ngoài thành lên đã, sớm chút nào hay chút đó, cứu thêm vài người cũng tốt. Mạnh Nguyên Trực đứng dậy, ta cũng phải đi đây, hôm nay Niết Cổ Lỗ mời Huân Quý Khiết Đan diễn võ, ta phải giúp hắn đoạt ngôi đầu. Thiết Tâm Nguyên dặn, đừng thể hiện quá mức, cẩn thận hắn giữ lại. Người ta sớm chiêu lãm ta cả chục lần rồi, ai chẳng nhìn ra lão tử là mãnh tướng vô địch. Tiền bạc mỹ nữ ném ra như rác, chỉ có tên khốn kiếp nhà ngươi tùy tiện cho ta ít tiền, bị sai bảo như chó. Lão tử đường đường là tông sư võ học, giờ còn đi biểu diễn cho đám hoàn khố xem. Mạnh Nguyên Trực đeo mặt nạ sắt lên, may có thứ này, không lão tử tự vẫn lâu rồi. Nói tới tế trần thì người Thanh Hương Cốc cực kỳ chuyên nghiệp rồi, nhất là những người theo Thiết Tâm Nguyên lần này đều có số hiệu thấp. Có nghĩa đa phần là người đầu tiên quy thuận y, càng không ít lần làm qua chuyện tương tự. Bọn họ nhanh chóng kiếm một hẻm núi khuất gió, dựng một hàng nồi hành quân cực lớn, mạch chẳng kịp rửa sạch. Đã đổ vào nồi, đốt bếp nấu cháo. Lưu dân đổ tới liên tục quỳ bái, lẩm bẩm được cứu rồi, sau đó ra sức dọn tuyết trong hẻm núi, chuẩn bị dựng lều. Một số đói tới phát điên cứ ngồi nhìn mạch trong nồi cười tới rợn cả người. Hứa Đông Thăng dùng sức ngấy nồi cháo, thi thoảng dùng sẻng sắt múc ra một ít để đám trẻ con cực kỳ đói thử xem mạch đã như chưa. Đám trẻ con lần nào cũng nói như lắm rồi, nhưng thất vọng nhìn Hứa Đông Thăng tiếp tục ngấy nồi. Mạch còn nguyên hạt thế kia, ăn vào bụng trống sẽ sinh bệnh, chẳng hy vọng gì đám người đói khát kia biết nhai kỹ ăn chậm. Đến khi Hứa Đông Thăng gõ nồi hô cháo chín, cảnh tượng hẻm núi cực kỳ quỷ dị. Hơn vạn người im phăng phắc xếp hàng trước những nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút, không ai phát ra chút tiếng động nào. Dù đứa bé trong da cũng nậm đầu vú teo tóp của mẹ không khóc nữa, tựa hồ biết sắp có cái ăn rồi. Cháo mạch rất đặc, mặc dù trông khó coi một chút, nhưng lúc này một thìa cháo thôi cũng đủ cứu mạng người rồi. Một phụ nhân gầy gò ủng ánh mắt cầu xin Hứa Đông Thăng trong im lặng, muốn cái bát của mình có thêm chút cháo nữa, nàng không chỉ có một mình. Còn một đứa bé vừa tới tuổi chập chững biết đi ôm chặt lấy chân, trong lòng bế một đứa bé nữa gầy tới mức chỉ còn cái đầu. Hứa Đông Thăng lấy cái bát to bằng đầu người múc đầy cháo đưa cho phụ nhân. Phụ nhân mừng quá nỗi, rơi nước mắt tạ ơn mang cái bát gỗ sang một bên nhường chỗ cho người khác, không dám đi xa, kệ cháo nóng thế nào, ngậm vào miệng, đợi nguội một chút cúi đầu mớm đứa bé trong lòng. Không biết hôm nay cái dây thần kinh nào của Hứa Đông Thăng không ổn, thấy ba mẹ con họ y phục mỏng mảnh lại còn lấy áo choàng treo trên móc ném tới. Đến mức khiến phụ nhân kinh hoàng, hết nhìn bát cháo trúc lớn, lại nhìn cái áo ấm áp, không biết suy tưởng linh tinh gì. Thiết Tâm Nguyên cũng nghi ngờ, chỉ là dung mạo phụ nhân đó cũng chẳng có gì xuất, sắc, còn gầy tới hóp má trông không ra dạng người, rồi rất nhanh y phát hiện ra phàm là nữ tử đơn thân có con nhỏ là Hứa Đông Thăng cho thêm ít cháo, hẳn là có câu chuyện cũ xúc động nào đó. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Chương 544, giết và cứu. 1. Nhìn người khác ăn uống là việc rất buồn chán, cạc cạc đốt một đống lửa phía sau tảng đá lớn, chu đáo trải thảm lông thú xuống đất, Thiết Tâm Nguyên nhàn nhã ngồi xuống ăn bánh uống trà. Những việc mình có thể làm thì đều đã làm rồi, không cần trường mặt ra đó làm bộ mặt đau khổ thương đời khiến không khí thêm ngột ngạt. Làm việc thiện, giờ là lúc hưởng thụ tâm tình tốt. Cháo đã hết, Hứa Đông Thăng lại thêm lúa mạch vào, gọi một nông phu cường tráng tới nấu cháo thay mình, phụ nhân hai con khi nãy tự giác ngồi xuống đốt bếp giúp đỡ. Thiết Tâm Nguyên nhìn khuôn mặt toàn cho bếp của Hứa Đông Thăng bị nước mắt chia thành rãnh dài lem luốc, nói, làm việc thiện tới mức rơi lệ như huynh thực sự làm ta kinh ngạc đấy. Hứa Đông Thăng không che giấu mình vừa khóc, rót chén trà uống, ngươi làm chuyện này tốt lắm, về sau Hứa mỗ bán mạng cho ngươi. Không hề ngạc nhiên, vừa rồi Hứa Đông Thăng múc cháo cho người ta mà tay run rẩy, không rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn hắn bị xúc động rất lớn. Năm xưa Kinh Triệu phủ đại hạn, chết đói đầy đất, cha mẹ ta thất tán, mẹ ta dẫn hai huynh đệ chúng ta lưu lạc đồng hoang nửa năm. Vận may mẹ ta không được tốt như phụ nhân kia, không gặp được người trần tai, đệ đệ ta chết đói. Khi cha ta tìm thấy mẹ con ta, chỉ nhận ta mà không nhận mẹ ta, ông ấy cho rằng mẹ ta sống sót được qua nạn đói, nhất định là làm việc mất mặt ông ấy. Thiết Tâm Nguyên lẩm bẩm, thật quá đáng. Hứa Đông Thăng giọng chưa hết xúc động, mẹ ta đưa ta cho cha ta, sau đó nhảy xuống đồi, may không chết, nhưng bị gãy hai chân, cha tin mới, tin mẹ ta không làm gì có lỗi. Khi đó ta 8 tuổi, hiểu không ít chuyện rồi, ta thề cả đời này không được nghèo, đôi khi nghèo còn đáng sợ hơn cái chết. Thiết Tâm Nguyên nhíu mày tổng kết, nào là bối cảnh lưu dân đáng thương, sau đó ra sự bi thảm làm nội dung. Cuối cùng tựa như vô tình nhắc tới mình không muốn nghèo, tổng kết lại, có phải là cái cớ đòi ta vàng mà huynh gửi ở Thanh Hương Cốc không? Thôi được, ta không lý do gì để từ chối. Hứa Đông Thăng suýt nổi đóa, lão tử tham tiền một lần mà ngươi cười tới tận bây giờ. Thiết Tâm Nguyên cười phá lên, nhầm, ta cười cả đời, ha ha ha, lão Hứa vì vàng mà đánh nhau với dã nhân, vì vàng mà huyết chiến với mã tặc đông hơn chục lần. Vì vàng mà bất chấp lừa gạt Mục Tân Trí Tuệ hơn bản thân trăm lần, rồi vì vàng mà bỏ huynh đệ chạy trong bão đen. Vì thế mỗi khi huynh nói gì, trước mắt ta lại hiện lên ánh vàng lấp lánh, cái này không thể trách ta được, đúng không? Hứa Đông Thăng phẫn nộ vung tay một hồi, cuối cùng bất lực nói, ta nói thật mà. Thiết Tâm Nguyên gật gù, ta biết huynh nói thật, trừ phần liên quan tới tiền bạc ở phía sau, ta cũng nói thật, huynh nên nói sớm cho ta biết, ta đợi huynh nói những lời này rất lâu rồi. Hứa Đông Thăng cười yếu ớt, sau này không được lấy chuyện cũ ra trêu ta nữa. Thiết Tâm Nguyên nâng chén trà mời Hứa Đông Thăng, đứng dậy cùng hắn tuần tra hẻm núi. Không ngừng có vật tư phong phú từ Tây Kinh vận chuyển ra, làm lưu dân yên tâm hơn nhiều. Lều bạt, áo bông, lương thực, còn có ít công cụ đơn giản, bọn họ có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt rồi. Hơn trăm võ sĩ rất tích cực giúp lưu dân dụng lều, nhặt cùi, trả lời lưu dân vì sao thiếu gia nhà mình giàu có như vậy. Ở Thiên Sơn 3 năm đầu trồng cấy đều của mình, năm thứ tư mới phải nộp một thành lương thực, đất rộng mà chẳng mấy ai cày cấy nên tốt lắm, cày kéo qua một cái là cho hạt xuống chỉ đợi thu hoạch. Thôi, Lạp Tề Phổ ngậm đinh đóng một cái bàn, dùng tiếng Hán chúc chắc nói chuyện. Đất tốt làm sao mà không ai trồng trọt. Với người Hán quen bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì lời này không tin, ta cũng muốn làm ruộng, nhưng hai tay này không nghe điều khiển. Cầm cái cuốc cuốc mạnh quá, bám cả vào đất, kéo cày cũng lệch, ngã liên tục, lão tử lại đi chăn gia súc cho nhàn. Ha ha ha. Xung quanh không ít người bật cười, cười cái rắm, thử nói chuyện chăn gia súc với lão tử xem, cho các ngươi đàn dê chục con thôi cũng chẳng quản nổi. Lạp Tề Phổ đá đít lão nông cười mình, chủ nhân nhà ta cứ nói, người biết trồng trọt ở Tây Vực là bảo bối, không như bọn ta toàn vô cụng. Ở Tây Kinh thực sự là không còn đường sống nữa rồi, lão nông cắn răng nói, Lạp Tề Phổ huynh đệ, thấy lão Hán có tới đó được không, nghe nói người Tây Vực hung dữ lắm. Ha ha ha, còn ai hung dữ hơn chủ nhân nhà ta nữa, quan tâm người khác hung dữ làm gì? Nếu muốn đi thì tìm chủ nhân thương lượng, cho ngươi ngựa dê, đợi bọn ta về nhà đi theo. Thiết Tâm Nguyên còn quá trẻ, lưu dân tất nhiên tự động bỏ quên y, Hứa Đông Thăng tuy trông hung ác, nhưng cao lớn đáng tin hơn nhiều, nhất là vừa rồi hắn múc cháo cho mọi người mà nước mắt đầm đìa, ai cũng thấy. Không ít người túm tụ bàn bạc một hồi tìm Lạp Tề Phổ, huynh đệ, nhờ ngươi đi thương lượng với chủ nhân, bọn ta không cần gì cả,
tới Tây Vực sẽ chăm chỉ làm việc, no cái bụng là đủ. Chỉ cần no bụng là mong ước lớn nhất của người Tây Vực rồi, đất đai Tây Vực khắc nghiệt hơn Tây Kinh không biết bao lần. Lưu dân không biết điều đó, bọn họ giờ đều mong đợi những người như Lạp Tề Phổ giao thiệp với chủ nhân, để cho bọn họ đi theo kiếm cái ăn. Nghe thuộc hạ báo cáo, Thiết Tâm Nguyên cảm thấy toàn thân ấm áp, mặc dù là do y mặc áo lông điêu đen, nhưng mà y cố chấp cho rằng do hạnh phúc mang lại. Một ít lương thực, sắp mốc người ta chuẩn bị vứt bớt, ít quần áo cũ chất đầy kho, một ít bò dê gầy chẳng đáng tiền ở Tây Kinh, đổi được hơn vạn nông phu thì vụ mua bán này lãi lớn rồi. Tưởng tượng xem đám nông phu không ruộng, một khi sở hữu ruộng đất của riêng mình, trời ơi bọn họ sẽ nhiệt tình như thế nào. Thiết Tâm Nguyên sụt sịt, không phải y cảm động mà là cảm thật rồi, nói với Hỏa Nhi, mai nấu cháo cho thêm ít thịt vụn. Hỏa Nhi nhíu mày, tiếp tục thế này tới Đại Tống thì chúng ta trắng tay mất, lấy gì cưới công chúa của ngươi về. Thiết Tâm Nguyên xua tay, không sao, quan viên người Tống dễ lừa tiền lắm, cho dù tới Hoành Sơn không tìm được đàn ngựa hoang cũng không sao, nhà lão Hứa ở Kinh Triệu Phủ thiếu gì tiền của. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 545, Giết và Cứu 2. Hứa Đông Thăng giật mình, bắt đầu hối hận vì tuyên thệ trung thành với Thiết Tâm Nguyên, ngươi muốn tiền có thể, không được mưu đồ với người nhà của ta. Mấy đứa nhi tử của ta thành sự không đủ, bại sự có dư, chúng mà tới cáp mật là chết hết ở đó, số chúng nó chỉ hưởng phúc được thôi. Thiết Tâm Nguyên chép miệng, chậc, ta định cho đám chất nhi cơ hội lập công dựng nghiệp, tương lai huynh không còn chúng có thể tự lập, huynh từ chối thì thôi vậy. Hứa Đông Thăng nghiêm túc nói, để lão tử chúng đánh thiên hạ, chúng chỉ hưởng thụ là được rồi. Kiểu tư duy của Hứa Đông Thăng phổ biến lắm, đến cả nghìn năm sau tư tưởng hy sinh bản thân để con cái sung sướng vẫn phổ biến, có thể nói thành truyền thống của Trung Quốc rồi. Thiết Tâm Nguyên đang than thở thì có võ sĩ tới báo, ngoài thành Tây Kinh có người đang trần tế lưu dân. Thiết Tâm Nguyên lạnh lùng quay sang Thập Tam, đi, tối nay tìm cơ hội giết hắn. Thập Tam vừa rộng bước, võ sĩ kia nói, là người Tống hay uống rượu với thủ lĩnh. Ồ, Thiết Tâm Nguyên bật cười, chỉ có người cổ hủ dư. Thừa lòng tốt mới bất chấp thân phận sứ tiết của mình, trần tế nạn dân, làm mất mặt người khiết đan. Nếu Âu Dương Tu làm chuyện này thì Thiết Tâm Nguyên định tới xem lão phu tử cổ hủ đó cứu tế nạn dân thế nào. Nơi Âu Dương Tu tế trần không xa, ở dưới cổng thành Nam, trên tường thành là rất nhiều quan viên khiết đan. Sắc mặt khó coi, trong mắt bọn họ, đám lưu dân này dù chết đói cũng không được tiếp nhận sự thương hại của người Tống. Thân là con dân khiết đan phải có phong cốt người khiết đan. Chỉ cần liếc mắt qua Thiết Tâm Nguyên thở dài, vị lão phu tử này không biết mỗi bát cháo nóng mình cho đi là chất kịch độc. Người nấu cháo rất ít, chỉ có 7-8 hạ nhân, không có bất kỳ quan viên đại Tống nào. Ba cái bếp củi, ít lương thực, Âu Dương Tu chán dịn mồ hôi vén tay áo ra sức quấy nồi cháo loãng, đây thực sự là thiện tâm không chút tì vết nào. Thiết Tâm Nguyên đi tới nhận lấy cái thìa gỗ của Âu Dương Tu, giúp hắn ta quấy cháo, còn nếm thứ, ngon hơn cháo y bố thí nhiều, đây mới là thứ cháo của người có lương tâm. Âu Dương Tu lau mồ hôi, nghe nói ngươi cũng đang trần tệ nạn dân. Thiết Tâm Nguyên khinh bỉ, đâu ra nạn dân, chỉ là đám vô lại không thích làm ruộng, suốt ngày lang thang vất vưởng thôi. Âu Dương Chu mặt xa sầm, không cần biết đám quan viên khiết đan đó nói gì, hai mắt lão phu chưa mù, bọn họ lưu lạc tới mức này do huân quý và quan viên khiết đan tạo nghiệt. Thiết Tâm Nguyên nhắc, nếu tiên sinh là quan viên khiết đan, làm thế sẽ lưu danh sử sách, nhưng thân là sứ tiết đại Tống, làm như vậy không thích hợp. Âu Dương Tu nghiêm giọng nói, kẻ địch của chúng ta là triều đình khiết đan, không phải bách tính bị Thạch Kính Đường bán đứng, ta không thể trơ mắt nhìn họ chết đói. Ngươi cũng đọc sách Thánh Hiền, Khổng Thánh Nhân dạy chúng ta chữ nhân, là muốn chúng ta dụng tâm làm, không phải là nói miệng. Cho dù về nước có vị trách phạt thì cùng lắm bị bãi quan thôi, so với Tiết Tháo, bãi quan là gì? Không phát hết số lương thực này, lão phu không dừng tay. Nói tới đó đột nhiên thấy người Thiết Tâm Nguyên mang tới đang vận chuyển lương thực của mình đi, Âu Dương Tu quát, ngươi định làm gì? Ngay cả miếng ăn cứu mạng của nạn dân cũng cướp sao? Thiết Tâm Nguyên thô bạo đẩy ngã Âu Dương Tu, cho một cú đấm vào mặt, mắt hắn vẫn mở trừng trừng, lạnh như nước. Đám phó dịch vừa xông lên bị thân vệ của Thiết Tâm Nguyên đánh ngã nhào, lưu dân không hiểu chuyện gì, sợ hãi tránh xa,
còn quan viên Khiết Đan chỉ mặt Âu Dương Tu cười lớn. Nhìn thấy quan viên Khiết Đan trên tường thành không, ta đảm bảo, một khi tiên sinh phát cháo xong về thành là những lưu dân kia bị giết hết. Chúng dám à? Âu Dương Tu gầm lên, râu tóc dựng đứng, Thiết Tâm Nguyên lạnh lùng nói, dám, đừng hỏi vì sao ta biết chúng sẽ làm, cú đấm này của ta là cứu tiên sinh. Cũng cứu những lưu dân kia, để sự việc nghiêm trọng giữa hai nước trở thành vở hài kịch, để tiên sinh cả đời không day dứt vì chuyện mình làm. Âu Dương Tu đẩy Thiết Tâm Nguyên ra, phất tay áo bỏ đi, đi được mấy quay lại giống lên, trên đời này vì có loại người tâm cơ thâm trầm như ngươi nên mới khiến thế giới không được yên bình. Nói xong đi luôn, dù y phục đầy bùn đất, đầu tóc xộc xệch, một bên hốc mắt thâm tím, nhưng lưng thẳng tắp. Nhìn thấy quý nhân đánh nhau lưu dân chạy đi như ong vỡ tổ, dùng sức vừa có được từ cháo bố thí để bỏ chạy. Sắc mặt âm trầm, trong tai Thiết Tâm Nguyên chỉ còn tiếng cười chướng tai của quan viên Khiết Đan, khi tiếng cười lắng xuống, đầu óc không kêu ù ù nữa. Là người cực kỳ kiêu ngạo, hôm nay phải thành thằng hề diễn trò cười cho người ta xem, lòng tốt lại bị chửi mắng, tâm tình Thiết Tâm Nguyên rất tệ, dẫn người trở về hẻm núi. Ngươi cướp lương thực của Âu Dương Tu, Hứa Đông Thăng biết chuyện xong rất kinh ngạc, chỉ bàn tay nắm chặt của y, chính cái tay đó đánh người à. Thiết Tâm Nguyên giờ mới, chú ý, hoạt động cánh tay một chút mới xòe được ra, nhanh chóng khống chế tâm tình, lão Hứa, tăng thêm lực độ quản lý. Chỉ cho những người muốn theo chúng ta ăn, ai không muốn rời Tây Kinh thì để họ tự tìm lương thực. Vì sao? Chúng ta vẫn đủ lương thực mà. Ta không bận tâm tới tiền hay lương thực, ta muốn quy củ, ăn cơm của ta thì nghe lời ta, đừng để như đám người nhận cháo của Âu Dương Tù. Có lẽ bây giờ còn đang cười nhạo sau lưng hắn ta, khi vừa xảy ra chuyện là bỏ chạy không kẻ nào đứng ra bênh vực. Ta không muốn tốn công đưa chúng tới Tây Vực rồi đến lúc lại bị bán đứng, hoặc ta phải vung đồ đao lên. Hứa Đông Thăng vỗ vai, ngươi đang kích động, lời giờ nói ra không nên nghe, nghỉ một chút đi. Sáng mai dậy mà vẫn giữ quyết định này thì ta sẽ chấp hành, dù sao hôm nay họ cũng đã ăn rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 546, kế hoạch đầy sơ hở. Nằm trong chăn ấm áp, Thiết Tâm Nguyên trằn trọc một lúc rồi thiếp đi, khi tỉnh lại thì trăng lạnh lấp lánh đầy trời. Ra khỏi lều hít thật sâu không khí lạnh làm lồng ngực người ta đau tức, đi về phía đống lửa lớn cháy bập bùng. Trong hẻm núi đã dựng lên hơn nghìn cái lều đủ loại bằng vải, bằng da, siêu vẹo chẳng ra hàng lối gì, bên trong đều có ánh sáng nhập nhèm hắt ra. Phụ nhân trẻ nhỏ ở trong lều, còn nam nhân đa phần tụ tập bên đống lửa, thảo luận chuyện đi cáp mật, chỉ là nhiều người như thế, họ lo không đủ đất. Võ sĩ Thanh Hương cốc trà trộn trong đó, bọn họ không biết chữ, tiếng Hán chỉ học qua loa, chỉ biết cố gắng giang thật rộng tay miêu tả sự rộng lớn của cáp mật. Mạnh Nguyên Trực đã về, đang cùng Hứa Đông Thăng ngồi bên đống lửa tán gẫu, vẫy tay gọi Thiết Tâm Nguyên tham gia. Âu Dương Tu hôm nay đem vành mắt đen xì đi tham gia tụ hội, người ta hỏi vì sao bị thương, hắn nói và, phải cây. Bộ dạng hơi thảm nhưng tâm tình tốt lắm, uống rất nhiều rượu, còn làm thơ được mọi người tán thưởng. Mạnh Nguyên Trực kể chuyện bữa tiệc hôm nay, thậm chí khi ta đánh thắng còn gọi ta tới mời uống rượu. Thiết Tâm Nguyên bĩu môi không nói. Hứa Đông Thăng huých vai y hỏi, thế là thế nào? Chẳng có gì, đại khái về nhà tỉnh táo lại đoán ra chúng ta làm gì rồi, nhưng không bỏ thể diện xuống được thế nên bày tỏ thiện chí với lão Mạnh. Thiết Tâm Nguyên nhún vai, y chẳng bận tâm bị hiểu lầm, mình làm cần gì quan tâm người khác nghĩ gì, Mạnh Nguyên Trực không hiểu rõ lắm. Còn nói với ta mấy câu khó hiểu, gì mà phải kiên trì dăm 30 năm mới thấy hiệu quả được dăm 30 năm, quá xem thường chúng ta rồi. Hứa Đông Thăng cười nhạt, Nguyên ca nhi, tình hình thế này, ta thấy mình ở lại Tây Kinh, như vậy mọi chuyện sẽ lợi hơn. Niết Cổ Lỗ cũng muốn ta ở lại, một là tăng cường thực lực, hai là cũng muốn ta làm con tin, như thế bọn chúng mới toàn lực ủng hộ cáp mật được. Chuyện tương tự như lần này tất nhiên chỉ có thể làm một lần, nếu không khiến Khiết Đan cảnh giác, sau này tốt nhất là để lưu dân tự động tới cáp mật, đó là kế lâu dài. Mạnh Nguyên Trực lại nói, hôm nay ta cũng có một tin, một khi Liêu Hoàng bắt đầu tế thiên là chu vị trăm dặm sẽ giới nghiêm không cho ai ra vào. Ngoài ra tế thiên xong sẽ về Lâm Hoàng Phủ, không ở lại Tây Kinh mà tới Lâm Hoàng Phủ, tranh thủ khi quan viên Tây Kinh theo Hoàng đế, không ai để ý dẫn lưu dân đi. Thiết Tâm Nguyên trầm ngâm, không dễ, Niết Cổ Lỗ dù sao là người Khiết Đan,
không trơ mắt nhìn chúng ta khoét tường nhà mình, lão Hứa có chắc thuyết phục được hắn không? 5 năm thôi, tên này có chút trí tuệ, có chút thủ đoạn, vì thế mà mắt cao hơn trời, lúc nào cũng muốn lập kỳ công bất thế. Hứa Đông Thăng vai cằm, nếu có đường giúp hắn lập công, hắn sẽ cho chúng ta thủ lệnh. Trong mắt Niết Cổ Lỗ, Thiết Tâm Nguyên là quân sư đầu chó của Nhất Phiến Vân, thậm chí hắn còn đoán y có thể là con tư sinh của Nhất Phiến Vân nên mới nuông chiều Vô Độ như thế. Khi một bản văn thư lời lẽ hoa gấm đặt lên bàn, Niết Cổ Lỗ đồng ý gặp Thiết Tâm Nguyên. Cái tên đó qua cửa không dùng đại lễ như Nhất Phiến Vân, nho nhã chắp tay một cái, nếu không phải y có thể nói tiếng ba tư. Đột quyết lưu loát, tóc còn hơi quăn hung hung, Niết Cổ Lỗ còn nghĩ đây là sĩ tử người Tống. Học sinh của Mục Tân thì ít nhiều phải cho chút thể diện. Năm xưa Mục Tân du lịch ba nước phương Đông là thượng khách của Hoàng đế, vì thế không dùng lễ tôn ti là có thể hiểu. Đàn ngựa xuất hiện ở nước Tống là chuyện lạ, nhưng với người khiết đan chiếm cứ thảo nguyên bao la mà nói thì chẳng là gì. Nhưng chiến mã và ngựa hoang khác nhau. Ngựa hoang mõm khá rộng, do chúng quen ăn thực vật đồng hoang mà ra, còn chiến mã thì ăn thức ăn chuyên môn, nên mõm dài, đó là khác biệt lớn. Lông bờm ngắn mà cứng, đầu to, cổ thô, mũi nhọn, răng lớn, tai thì nhỏ và nhọn, lông trán cũng ngắn thô. Niết Cổ Lỗ nhắm mắt cũng chỉ ra được hàng trăm điểm khác nhau giữa ngựa hoang và chiến mã, làm sao có thể lừa được quan viên nước Tống. Trừ khi quan viên nước Tống là đứa ngốc, chỉ là Thiết Tâm Nguyên không chịu tiết lộ biện pháp lừa gạt của mình, Niết Cổ Lỗ không hài lòng lắm, vậy ngươi cần bản vương hỗ trợ gì? Thế tử chỉ cần cho tại hạ mượn 500 mục nhân giỏi là đủ. Vậy bản vương được gì? Một nửa số hàng hóa thu được nhờ bán ngựa. Nghe cái kế hoạch sơ hở lỗ chỗ của Thiết Tâm Nguyên, Niết Cổ Lỗ sở dĩ chịu gặp mặt hoàn toàn là do nể mặt Mục Tân mà thôi, nếu không thứ cuồng đồ này bị hắn cho gia nhân loạn côn đánh chết. Dưới thịnh danh không có hư sĩ, ta gặp lão sư của ngươi, đó là vị đại trí giả, ngươi đừng để lão sư của ngươi hổ thẹn. Thiết Tâm Nguyên ôm ngực thì lễ sau đó, đi luôn. Niết Cổ Lỗ bất mãn quay sang hỏi Hứa Đông Thăng, kẻ này thực sự là học sinh của Mục Tân sao? Đúng vậy, nếu không phải vì cơn bão đen kia làm y thất tán với lão sư thì cũng không ở lại cáp mật, có chút ỷ tài mà kiêu, thế tử đừng chấp, y rất hữu dụng. Hứa Đông Thăng đưa ra lời giải thích hợp lý Niết Cổ Lỗ cũng hiểu, giống đám sĩ tử cứng đầu, không muốn nhắc tới chủ đề khó chịu này, ngươi thu nạp nhiều lưu dân như vậy làm gì? Hứa Đông Thăng đường đường nói, cáp mật tuy vài năm lại có bão đen, nhưng sau khi bão đen qua đi để lại cho cáp mật lượng lớn đất đai màu mỡ. Đó là cơ hội tốt để chuyên điền, chỉ tiếc là không có ai để trồng trọt. Người cáp mật lần trước chết hết sau cuộc chiến giữa Atatlan và Tổ Phổ Đại Vương rồi. Niết Cổ Lỗ gật gù, cho rằng mình đã hiểu vì sao Nhất Phiến Vân chọn cơ hội này lập quốc, chính là muốn tận dụng lớp đất đen quý giá đó. Ngươi tính toán hay lắm, được, đám tiện dân đó sớm muộn cũng chết đói, ngươi đưa đi cũng coi như bản vương làm phúc. Nhưng một nửa lương thực sản xuất ở cáp mật phải thuộc về bản vương. Tên này thực sự là tham lam vô độ, không chỗ nào không muốn chọc vào, Hứa Đông Thăng gặp khó, thế tử, chuyện mua bán đã. Hừ, quan viên đại Tống mà dễ lừa như thế thì Đại Liêu sớm xuống tận Trường Giang. Tiểu tử nghé non không biết sợ cọp, muốn lừa cả phú bật, ta không thấy chút khả năng thành công nào hết. Nhất Phiến Vân, nếu ngươi muốn quy thuận phụ vương ta thì phải thành tâm thành ý. Một khi phụ vương ta thừa nhận, ngươi mới có hy vọng làm cáp mật vương, nếu cứ giở trò thông minh vặt thì không có cơ hội nào đâu. Hứa Đông Thăng vội đứng dậy, chuyện đi tới mức này rồi, không thể để hỏng như thế, cúi người xuống, tiểu nhân không dám. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 547, Một lòng hướng. Về phương Nam. Câm mồm, dùng một vụ mua bán không cơ sở để thu hút sự chú ý của bản vương, sau đó xin lưu dân, cái kế dương đông kích tây này không phải thông minh vặt à. Niết Cổ Lỗ vỗ bàn quát, Hứa Đông Thăng vội vàng quỳ rạp xuống đất, không nói được câu nào, mồ hôi ròng ròng. Niết Cổ Lỗ rất hài lòng, hắn không giận thận, chỉ cần để tên này biết đừng hòng dùng thủ đoạn vặn vãnh qua mắt hắn. Chứ mong gì một tên mã tặc thẳng thắn như quân tử. Hắn cầm chén trà lên thong thả uống, đợi một lúc mới vờ vịt thở dài, thôi đứng lên đi, bản vương hiểu nỗi gian nan của các ngươi, nhưng các ngươi phải hiểu chỗ khó của bản vương. Hứa Đông Thăng ngẩng đầu lên, chỉ cần vương gia có hiệu triệu, thuộc hạ nhất định nghe theo.
Niết Cổ Lỗ vỗ vai Hứa Đông Thăng, gậy đánh xuống rồi giờ cho quả táo. Thông quan văn thư sẽ có, 500 mục dân sẽ phái cho học sinh của Mục Tân. Nói tới đó hơi dừng lại. Hứa Đông Thăng vội tiếp lời, nhất định một nửa sản xuất của lưu dân sẽ hiếu kính vương gia, chỉ là... Niết Cổ Lỗ nhíu mày, chỉ là làm sao? Tiểu tử kia tuy hiện làm mưu sĩ cho thuộc hạ, nhưng y là học sinh của Mục Tân, thuộc hạ không hoàn toàn chỉ huy được. Thế tử, người đại thực mưu đồ rất lớn, nghe nói lần này khách Lạt Hãn tiến quân không hợp mùa, chính là do Mục Tân sách động. Một khi hồi hột bị thôn tính, các mật e. Hứa Đông Thăng thì thầm, y là học sinh mà Mục Tân nhận ở nước Tống. Kẻ này bị mình dọa cho biết sợ phải nói thật rồi, chẳng trách cứ cảm thấy tiểu tử kia có bóng dáng người Tống. Niết Cổ Lỗ cười càng tươi, ngươi không phải lo. Năm xưa Mục Tân tới nước Liêu cũng từng thu mấy học sinh, về sau đều biến mất lặng lẽ, chúng chỉ là thứ công cụ dùng xong rồi vứt bỏ, không giá trị lớn đến thế, ngươi lúc cần cứng cứ nên cứng. Còn về hồi hột, ha ha ha, Hứa Đông Thăng hoang mang từ phủ Yến Triệu Quốc Vương đi ra, nhìn thấy Thiết Tâm Nguyên đứng dưới cây hòe lớn rụng hết lá, khẽ gật đầu một cái. Thiết Tâm Nguyên thở phào đi tới, làm khó lão ca rồi. Quỳ bái cũng không sao, khó là làm thế nào vắt nước từ khăn ướt bôi lên mặt, ngươi muốn học không ca ca truyền cho ngươi. Sau này tới Đại Tống có đất dụng võ, đám quan viên đó cũng thích cảm giác nắm thóp người khác lắm, có thể chúng mới yên tâm sử dụng. Thiết Tâm Nguyên cười hắc chắc, xua tay ý bảo không cần, không có chiêu này y có chiêu khác. Tây Kinh đầu tháng 3, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng tuyết đã biến thành hàn băng, đường xá trơn trượt khó đi, binh sĩ ngày đêm không nghỉ dọn đường tới Long Thủ Sơn. Ngày Liêu Hoàng Tế Thiên cuối cùng đã tới, lần này đi đầu đội ngũ là 6 con ngựa kéo 3 cái cối xay đi trước, tiếp đó mới là đội ngũ nghi giá như bình thường. Âu Dương Tu cũng theo Loan Giá tới Long Thủ Sơn, trước khi đi hắn nhận được phong thư của Thiết Tâm Nguyên, yêu cầu về Tống mới được mở ra, do dự một lúc rồi nhận lấy, bảo Úy Chỉ Văn chuyển lời, bảo Thiết Tâm Nguyên tự thu xếp cho ổn thỏa. Thiết Tâm Nguyên chỉ nhún vai, tiếp tục đốc thúc thuộc hạ mua lương thực, vải vóc và gia súc. Từ Tây Kinh tới Cáp Mật phải đi 1 tháng rưỡi, đợi lưu dân tới nơi thì là lúc bắt đầu xuân canh. Cho thêm thịt vào cháo không phải là để mua lòng người, giờ Thiết Tâm Nguyên đã hiểu thấu đáo hơn về hai chữ lòng người rồi, lòng người xu lợi, cho họ lợi ích, họ sẽ hướng theo. Thêm thịt là để đám lưu dân yếu ớt này nhanh chóng khôi phục sức khỏe, tới Cáp Mật có thể bắt tay vào làm việc thôi. Nhìn những khuôn mặt xanh xao hốc hác dần có sắc hồng, Thiết Tâm Nguyên hài lòng, nửa tháng trời nỗ lực không uổng phí, bọn họ có đủ sức khỏe để vượt qua sa mạc rồi. Hứa Đông Thăng nay được quan viên Tây Kinh cực kỳ hoan nghênh. Tây Kinh so với Nam Kinh, Trung Kinh của Khiết Đan có thể nói là nghèo khó, trừ lương thực và gia súc ra thì không có đặc sản gì nữa. Tức là nơi này vật tư phong phú, nhưng không có nhiều tiền bạc, quan viên tích lũy tài phủ toàn là lương thực và gia súc. Mà những thứ này duy trì tốn kém, vì thế đột nhiên xuất khẩu quy mô lớn, thu về vàng bạc, bọn họ rất hưng phấn. Thế nên việc truy quét lưu dân ở Tây Kinh càng thêm triệt để, cho dù có công ăn việc làm hoặc người thân cưu mang ở trong thành cũng bị đuổi, không có hộ tịch trong thành là bị đuổi đi hết. Lưu dân bị đuổi đi, sau đó theo Nhất Phiến Vân tới Tây Vực khai hoang là hợp lý. Nhất Phiến Vân muốn lập quốc ở Tây Vực giờ không ai là không biết nữa, khi đám quan viên tụ tập với nhau không ít lần nhạo báng sự ảo tưởng của tên Mã Tặc. Đám Mã Tặc cũng muốn lập quốc, nghe thôi là đã khiến người ta cười lăn cười bò. Bọn chúng tưởng quản lý một quốc gia dễ lắm à. Nhưng không gây trở ngại cho họ lợi dụng cơ hội ngàn năm khó gặp này kiếm một khoản lớn. Nhất là khi Nhất Phiến Vân than giờ mình nghèo tới chỉ còn lại mỗi tiền, có kẻ điên cuồng thậm chí còn ngầm gợi ý về lưu dân nơi khác. Dù ở Tống hay Liêu, quan phủ và lưu dân là ở hai phía đối địch, với họ mà nói, đây chỉ là thứ gánh nặng. Vương phủ trưởng sử Hà Nguyên Anh không ngờ đem nhà hoàn thừa bán cho Hứa Đông Thăng, Hứa Đông Thăng vui vẻ tiếp nhận với giá cao. Thế là hai người bọn họ thành hảo huynh đệ thân mật, sắc lệnh Yến Triệu Quốc Vương phủ hạ xuống cho lưu dân di cư về phía Tây. Do vệ quân Tây Kinh áp giải tới Tổ Phổ Đại Vương phủ, rồi vượt qua 300 dặm tới Cáp Mật. Khi lệnh ban ra không ai biết, con số lưu dân đã lên tới mức kinh khủng, hơn 2.300.000 người, đấy là vì bọn họ còn không dám tiếp nhận thêm. Nếu nhiều hơn nữa người Khiết Đan không cảnh giác mới là lạ, Thiết Tâm Nguyên tiếc lắm, vẫn phải dằn lòng. Không biết Hứa Đông Thăng thao tác thế nào, chẳng những mang về lượng lớn nhân thủ, còn bớt đi không ít phiền toái khi di dân. Hứa Đông Thăng, thần bí bảo Thiết Tâm Nguyên đoán, y không hứng thú,
Giờ đã là mùa liễu giang nam trổ lá, hồng nhạn sắp vượt qua nhạn môn quan về phương Bắc, còn lòng y thì đã ở phương Nam rồi. Mạnh Nguyên trực làm vệ sĩ cho Gia Luật Trọng Nguyên, Hứa Đông Thăng thì ở lại Tây Kinh làm con tin, Thiết Tâm Nguyên dẫn 36 võ sĩ, 500 mục dân tới Hoành Sơn tìm ngựa hoang. Tinh khí nóng này, gen cổ xưa, ngựa hoang chính là thứ ngựa giống tốt nhất, thứ này cống hiến duy nhất cho Đại Tống là đời sau tố chất cao. Mà phải sau hai đời sinh đẻ mới có thể thành chiến mã cao lớn, còn trước đó, chúng chỉ lãng phí tiền lương giống như xương quân vậy. Có lẽ hoàng đế, tể tướng sẽ có tầm nhìn xa, biết chiến mã mang lại ích lợi lâu dài thế nào với Đại Tống. Nhưng vào tay quan lại địa phương thì họ chỉ thấy ngựa hoang lãng phí tiền lương, liên lụy con đường thăng tiến. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 548, Mùa Đông Lạnh. Gia Luật Trọng Nguyên có một mục trường lớn ở Tây Kinh, chiếm giữ mảnh đất tốt nhất giữa Tiểu Dương Hà và Long Thủ Sơn. Nơi đó nuôi vô số bò dê và chiến mã, là mục trường tư lớn nhất Khiết Đan sau mục trường Hoàng gia. Mục nô ở Tây Kinh đa phần là mục nhân có huyết thống người Hán. Khi chọn mục nô, Hứa Đông Thăng cố ý chọn người độc thân, không vướng bận hoặc không đánh một mẻ lưới cả nhà. Hứa Đông Thăng vốn muốn phân phối cho mỗi người hai chiến mã, nhưng bị quản sự mục trường từ chối, không phải nghi ngờ bọn họ, mà cho họ biết chỉ cần có cơ hội những kẻ này sẽ chạy mất tăm ngay. Những người này thực sự là nô lệ, bị quản lý theo hình thức hỗ bảo hỗ cha, tức là một người bỏ trốn, toàn đội bị phạt, nên bọn họ tự giám sát nhau, ngoan ngoãn làm việc. Cuối cùng Hứa Đông Thăng đút cho quản sự khoản tiền lớn, quản sự mới cho mỗi người một con ngựa. Thiết Tâm Nguyên nhìn 500 mục nô run, rẩy trong gió lạnh, bảo Hứa Đông Thăng, người đại thực nổi tiếng về thuật ám sát, lão nhân trong núi càng có thể dọa nín trẻ con ở Tây Vực. Khi ta đi rồi, huynh hãy tìm cách đem vào mấy lần sự kiện ám sát tính lên đầu người đại thực, nếu không một khi chưa tìm ra hung thủ, huynh vẫn phần nào bị nghi ngờ, hành động sẽ vướng víu chân tay. Yên tâm, lão ca tự có cách, còn ngươi cũng phải chết cho đẹp một chút. Nếu không ngươi đem mục nô và chiến mã bán cho Đại Tống, đổi lấy công chúa xinh đẹp của ngươi, lão ca đây lại mất đầu ăn cơm. Hứa Đông Thăng trêu đùa, Thiết Tâm Nguyên cười ha hả, ta sẽ chết trong tay người Tây Hạ, chết oanh liệt. Được rồi phải đi đây, lão ca, chuyện ở Tây Kinh trông cậy vào huynh, quốc gia của chúng ta trông cậy vào huynh đó. Cả đời làm thương nhân kiêm cường đạo chỉ theo đuổi lợi ích, Hứa Đông Thăng không ngờ có ngày mình làm việc vĩ đại như vì quốc gia, ôm Thiết Tâm Nguyên một cái, bảo trọng. Mai ta không tiễn nữa, không có ta và lão Hứa, Hỏa Nhi bên cạnh, vạn sự cẩn trọng, có gì bất chắc là chạy ngay đó, mạng ngươi bây giờ không phải thuộc về mình ngươi đâu. Long Thủ Sơn gió lạnh gào thét, từng cây thông trên đỉnh núi bị đốn hạ, đích thân Gia Luật Trọng Nguyên chỉ huy quân sĩ chặt cây. Công việc này đáng lẽ không tới lượt người thân phận cao quý như ông ta làm, Gia Luật Trọng Nguyên vẫn đứng trên tảng đá lớn thúc giục quân sĩ gia tăng tốc độ. Mang chiếc mặt nạ sắt màu mè quái dị, Mạnh Nguyên trực ôm trường thương theo dõi động tĩnh bốn xung quanh. Trước mặt là ba tầng giáo sĩ đen hộ vệ quanh Gia Luật Trọng Nguyên, hắn không có cơ hội tới gần. Rất bình thường, năm xưa hắn đứng canh ở Vũ Đức Điện 4 năm mới được vào Văn Đức Điện diện thánh, lại qua 3 năm gác cửa nữa. Đến khi nhảy lên tường cung mang con Ly Miêu hoàng đế yêu thích xuống mới được cầm vũ khí tiếp cận hoàng đế, trở thành đới ngự khí giới. Vì thế ánh mắt dè chừng của đám hắc y thị vệ với Mạnh Nguyên trực mà nói còn gợi cho hắn những ký ức thân thuộc, chẳng hề cảm thấy khó chịu. Loan giá của Liêu Hoàng được mấy chục nội thị khiêng theo con đường vừa mở, Gia Luật Trọng Nguyên vội vàng chạy tới, đích thân đỡ loan giá, tựa hồ rất lo loan giá nghiêng dù một chút. Mạnh Nguyên trực không tiến mà lui, đến khi cách loan giá 50 bước, ánh mắt của hổ nô mới rời khỏi người hắn. Đó là khoảng cách hổ nô ước đoán dù với võ công của Mạnh Nguyên trực cũng không thể làm hại tới loan giá. Ngươi có thể lui. Niết Cổ Lỗ bảo Mạnh Nguyên trực, hắn cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, có thêm một cao thủ ở nơi này, chỉ khiến Hoàng Kim lực sĩ đề phòng, không có lợi gì cả. Mạnh Nguyên trực khom người thi lễ, sau đó lập tức xuống núi, thời gian của hắn rất eo hẹp, phải ám sát Phủ Doãn, sau đó nhanh chóng đuổi theo Thiết Tâm Nguyên. Bên cạnh y chỉ có 36 võ sĩ, hai đứa tiểu tử là không đủ đảm bảo an toàn, có vấn đề gì thì các mật quốc sẽ tan thành bong bóng. Phải qua 10 trạm gác mới rời khỏi khu cảnh giới, ngọn núi chính của Long Thủ Sơn đã bị vây kín, cả gấu ngủ đông cũng bị đuổi ra, loạn tiễn bắn chết thành đồ bổ cho quân sĩ.
Mạnh Nguyên trực tới chân núi, giao lại mặt nạ sắt cho một võ sĩ thân hình tương đương, sau đó chui vào rừng rậm, dẫm lên lá thông dày, theo dấu hiệu để lại trên cây tới một cái hang. Cái hang này khô ráo, là do đám hỏa nhi và gần 50 thợ săn tới đào dự phòng trường hợp khẩn cấp. Nhanh chóng cởi áo ra trên người, mặc một bộ trường bào xám, thắt đai lưng, gài cương châm, lấy ra một thanh loan đao, kiểm tra kỹ càng mới đeo lên người. Thả mình xuống đống cỏ khô, mắt nhắm lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đêm nay hắn lại phải vượt qua 10 trạm gác, lấy đầu người. Tới hẻm núi rộng, xung quanh có dấu vết rất nhiều đống lửa và lều bạt, chỉ là không có bóng người, đám mục nô được cho ăn no, được cho mặc áo ấm, cẩn thận hỏi chuyện đám võ sĩ rất hiền hòa, trả lời có một đại thiện nhân dẫn lưu dân nơi này đi Tây vực khai hoang. Lão mục nô Trương Thành thở dài, đi cũng tốt, có khi còn có đường sống, ở lại đây chỉ có chết. Chắc chắn là sống, chỉ cần tới nơi nỗ lực canh tác là không chết được. Trương Thành lại hỏi, bọn ta cũng đi à, nhưng lão hán đã không biết làm ruộng nữa. Võ sĩ cười, không, chủ nhân phát hiện ra bầy ngựa hoang lớn, ngựa hoang. Ngựa hoang làm cái gì, trừ thiên mã dưới Côn Lôn ra thì ngựa hoang chẳng có tác dụng gì, thịt cũng chẳng ngon, cùng lắm đem phối giống. Mục trường bọn ta có rất nhiều ngựa giống tốt, không cần đi bắt, có điều chúng dữ lắm. Chủ nhân nhà ta muốn ngựa hoang thì nhất định có lý do, bắt được, mỗi người thưởng 20 ngân tệ. Trương Thành chỉ ngực không dám tin là các vị hay bọn ta cũng có thưởng, tất nhiên là các ngươi cũng có. Võ sĩ chỉ áo ấm trên người Trương Thành, Yến Triệu quốc vương cho ngươi những thứ này chống rét không, chủ nhân rất hào phóng. Trương Thành sờ áo ra, bên trong có lớp vải bông ấm áp, chân đi giày da cao tới gối, nhỏ giọng hỏi, tiểu ca, chủ nhân có muốn giữ lại bọn ta không? Bọn ta rất chịu khó. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 549, Cái giá của sự phản bội. Lúc này Úy Trì Văn cũng đang quan tâm tới việc tương tự. Tộc trưởng, Tiểu Văn nói chuyện với mục nô rồi. Bọn họ không chỉ chăn ngựa, khi cần còn lên chiến trường, chủ yếu làm tốt thí mở đường, sau này chúng ta phải quản lý ra sao? Làm sao để họ không bỏ trốn, hứa cho họ nhà cửa được tự do nô lệ ở Thanh Hương Cốc sao? Thiết Tâm Nguyên xoa đầu thằng bé ham học hỏi, họ làm nô lệ lâu, bọn họ sẽ mất đi năng lực tự lập. Vì thế rất phiền phức, bọn họ không biết chúng ta là ai, làm gì, chỉ cần cho họ áo ấm, một bữa cơm no là muốn quỳ, thuận chúng ta rồi. Vì sao dễ dàng như thế? Vì họ không có gì, theo chúng ta không mất gì, khi phản bội chúng ta càng không cần lo gì cả. Trung thành là yêu cầu mỗi người cầm quyền đều đòi hỏi, xưa nay người cầm quyền bị bộ hạ bán đứng, chết không chỗ chôn nhiều khôn kể. Rất công bằng thôi, vì đó là vấn đề cho nhận. Nên Tống Đế hay Liêu Hoàng đều dương cao ngọn cờ trung hiếu, trói buộc sai phái tinh anh hai nước phục vụ cho mình. Quan cao lộc dày cũng mỹ nhân là báo đáp cho lòng trung thành của họ. Vì thế dân gian mới có thông lệ là học thành văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương. Thiết Tâm Nguyên không tiếp nhận đám người ngay từ đầu có khả năng phản bội cao, nên y chẳng chút do dự chuẩn bị bán cho Đại Tống. Vì vỗ về những mục nô này, Thiết Tâm Nguyên vẽ cho họ một tương lai như mộng, một tân thế giới mỹ lệ có quần áo mặc, có cơm ăn no, còn có được sự tôn trọng, thứ duy nhất bọn họ bỏ ra là tài nghệ nuôi ngựa. Trương Thành rất hài lòng về tương lai đó, vì dù tương lai có tệ, cũng không tệ hơn bây giờ được, cho nên khi có được lời hứa của Thiết Tâm Nguyên, ông ta góp ý là nên lên đường ngay, ở lại Tây Kinh có quá nhiều nhân tố khó dự đoán, phải rời đi trước mới tính tới chuyện khác được. Thiết Tâm Nguyên tất nhiên nghe theo, một canh giờ sau đội nhân mã đã thu thập xong hành trang, dẫm băng tuyết tiến về phía Tây. Trong hang, khi đèn dầu tắt, Mạnh Nguyên Trực cũng lập tức mở mắt ra, dầu trong đèn chỉ đủ đốt tới chập tối. Hắn lần mò bóng tối, thêm dầu vào đèn, khi ánh sáng lần nữa xuất hiện, không lãng phí một giây phút nào. Nhanh chóng chuẩn bị một bữa thịnh soạn, nồi cháo thịt khô ăn xong, toàn thân ấm áp, làm vài động tác vận động, sinh lực tràn trề. Mang theo toàn bộ đồ vật, mở nắp hang ra, rừng thông đã tối đen. Sao trên trời không ngừng chớp mắt, đầu tháng không có trăng, may có tuyết, ánh sáng phản chiếu lờ mờ quá đủ cho đôi mắt. Nhạy bén của Mạnh Nguyên Trực, thân hình màu xám lao đi băng băng trong rừng, trong đầu ghi nhớ hết trạm canh buổi sáng, cho nên vượt qua năm cái một cách âm thầm.
Nhiều lần hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau lập cập của người khiết đan đứng gác. Doanh trại của phủ Doãn Tây Kinh trưng từ dân làm nhiệm vụ bảo hộ ngoại vi đã ở trước mắt. Diện tích không rộng, được rừng bách bao quanh, không lập tường rào, chỉ có hơn 10 lều gia trâu, bên cạnh hai đống lửa lớn là hơn 10 tên sai dịch uống rượu tán gẫu. Ngồi bên đống lửa lớn, cho dù là đêm trăng sáng thì cũng khiến phạm vi ngoài ánh lửa trở nên thêm tăm tối, đó là vì ánh mắt đã quen với ánh sáng rồi, đây là cách giám thị ngu xuẩn nhất. Quan sát hệ thống phòng vệ của người khiết đan xong, Mạnh Nguyên Trực từ từ lui sâu vào rừng, vòng qua nửa doanh trại. Tới góc chết của hai đống lửa, nhún mình vài cái đã tới bên cạnh lều ở giữa, ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lều còn sáng đèn, có tiếng nói chuyện, rất hỗn tạp, nhân số không ít. Mạnh Nguyên Trực cẩn thận rạch một khe nhỏ nhìn vào, bên trong lều đốt hai chậu than, khói bốc lên từ lỗ hổng trên nóc lều. Ngồi quanh có năm viên quan, có vẻ tâm tình đều rất tốt, tất nhiên có cả phủ Doãn Trưng Từ Dân đã ngà ngà say. Một người Hán mà làm tới phủ Doãn Tây Kinh không thể không nói là cực hiếm có, quan lại người Hán ở nước Liêu không ít. Nhưng leo lên vị trí cao không mấy, đa phần làm mạc liêu, quân sư, cứ làm quan lớn chấp chính một phương chỉ có một. Nguyên nhân vì ông ta là trạng nguyên đầu tiên sau khi Liêu Hoàng Gia Luật Tông Chân đăng cơ mở khoa thi. Ông ta từng làm thơ nói mình ở nước Tống không được như ý, chỉ có gặp Chân Long Thiên Tử mới có thể thi triển được tài trí, hiệu triệu trí sĩ nước Tống tới ra sức cho Liêu Hoàng. Sĩ Lâm Đại Tống một thời gian dài tán tụng chuyện này, thực sự là cực kỳ khó tin. Thiết Tâm Nguyên và Mạnh Nguyên Trực thảo luận về, những người đọc sách này có chút hổ thẹn. Trương Từ Dân là người có học vấn thực sự, thi từ điển chương mở miệng là có, dù chuyện đuổi Lưu Dân cũng lấy ra được lý do đầy đủ. Bị Lưu Dân, Mục Nhân cùng đám người Trương Từ Dân kích thích, Thiết Tâm Nguyên mới sinh ra cái nhìn mới về lòng trung thành. Mạnh Nguyên Trực biết chuyện này, vì thế hắn quyết mạo hiểm giết Trương Từ Dân, cho người đọc sách khác biết cái giá phản bội là gì, chứ không phải vì Lưu Dân hay vì Thiết Tâm Nguyên. Đêm nay trời trong, sao càng lúc càng nhiều, lấp la lấp lánh như chân châu điểm xuyết trên tấm lụa đen. Bữa tiệc trong lều cuối cùng cũng kết thúc, tiễn chân quan viên khác đi rồi. Trương Từ Dân không ngủ mà tới trước bàn lấy ra một viên minh châu lớn, thậm chí khi thổi tắt lửa, minh châu vẫn tỏa hào quang lóng lánh. Hàn Bích Châu, thực sự không tệ, trước kia cất giữ trong hoàng cung Đại Tống vì sao lại ở đây? Trương Từ Dân bất chợt nghe thấy giọng nói âm trầm sau lưng, chỉ giật mình một cái, không hét lên mà thong thả nói, tráng sĩ muốn thì cứ lấy đi, lão phu sắp ngủ rồi, tự tiện. Mạnh Nguyên Trực vươn tay cầm lấy viên minh châu, châu cũng cần, đầu ngươi cũng muốn. Trương Từ Dân toát mồ hôi, vẫn gỡ trấn tĩnh nói, lão phu nghe nói không không nhi. Tinh nhi nhi các bậc tổ bối của các vị đã đặt ra quy củ, mỗi lần chỉ lấy một vật, vì sao tráng sĩ không giữ quy củ? Nếu tráng sĩ cho rằng Hàn Bích Châu không đủ chuộc mạng lão phu thì... Lời chưa nói hết thì đã khựng lại, tuy miệng há to vẫn còn nỗ lực muốn nói hết, nhưng yết hầu đã xuất hiện một vệt đỏ dài, vô tình đem lời còn lại chặn trong bụng. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 550, dùng nô lệ trị nô lệ. Mạnh Nguyên Trực lấy chăn trùm đầu Trương Từ Dân, mới cho tay vào chăn cắt đầu, kệ trong chăn vẫn có tiếng xì xì do máu gây ra, đặt thi thể ông ta lên giường, đắp mấy lớp chăn dày lên, ôm cái đầu về rừng bách. Quan sát cẩn thận một hồi, Mạnh Nguyên Trực nhảy từ cây bách cổ thụ xuống, điều chỉnh hô hấp, cho dù là hắn, nhảy từ cây nọ sang cây kia liên tục như thế, khí tức cũng rối loạn. Chỉ thời gian ngắn đầu Trương Từ Dân biến thành băng, máu đông cứng không bốc mùi tanh nữa. Nghiêng tai lắng nghe, rừng núi chỉ có tiếng gió rít, không hề có tiếng truy binh, xem ra phải tới ngày mai mới có người phát hiện cái chết của Trương Từ Dân. Trước mắt là vách núi dựng đứng, nếu nhìn từ xa sẽ giống như cái đầu rồng ngẩng cao. Đó là nguồn gốc cái tên Long Thủ Sơn. Đang chuẩn bị tiếp tục bỏ trốn, Mạnh Nguyên Trực đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn vách núi. Dưới chân vách núi là những cây thông ngổn ngang, do bị ném từ trên cao xuống, chính mắt hắn nhìn quân sĩ chặt cây. Do Gia Luật Trọng Nguyên đích thân giám sát, như vậy khả năng cao doanh trại Liêu Hoàng được dựng ở ngay trên vách núi này. Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua, Mạnh Nguyên Trực bị thôi thúc mạnh mẽ, mấy lần đã muốn bỏ đi hội họp với Thiết Tâm Nguyên nhưng chân không chịu nhúc nhích. Cuối cùng hắn cắn răng quyết tâm, ngồi xuống kiểm tra vũ khí mình mang theo, chà chà hai tay,
cất kỹ thủ cấp Trương Từ Dân và một số vật dụng vô ích. Lấy ra sợi dây thừng quấn vào người, dùng chùy thủ vót hơn 10 trông gỗ gài vào hông, cuối cùng lấy ra đôi thiết cháo, nương ánh sáng yếu ớt, leo lên vách núi. Vách núi rất cao, không tới trăm trượng cũng tới 5-60, đá toàn là hàn băng trơn bóng. Thiết chảo bám vào vô cùng gian nan, Mạnh Nguyên Trực phải dùng châm gỗ cắm vào khe hở để làm bệ đỡ nghỉ ngơi lấy sức. Leo một nửa thôi mà toàn thân đã ướt đẫm, chẳng trách người Liêu không cảnh giới nơi này, thực sự là không cần thiết. Nếu không phải là mình, e không ai lên được, suy nghĩ đó kích thích Mạnh Nguyên Trực một cách dữ dội. 4 canh giờ liền chạy hơn 120 dặm với Thiết Tâm Nguyên mà nói là gánh nặng, lớn, hai vế đùi chưa tới mức bị cọ rách nhưng cũng đỏ rát, đứng thôi cũng đau, đầu gối còn run rẩy. Úy Chỉ Văn càng khuỳnh chân mà đi, nào phải hết, cạc cạc cứ ở bên quấy nhiễu, làm nó càng đau khổ. Trong quân doanh có 3 bọn họ nhàn nhã, nhưng võ sĩ khác không cả cười gáp, tay cầm trường cung giám thị mục nô. Một dây thừng da dài buộc 10 người vào nhau, bọn chúng nhìn mục nô khác ăn uống, mình thì bỏ trên đất lạnh. Mới một ngày mà có 11 người bỏ trốn, bắt lại được 10 tên, một tên trúng 2 mũi tên vào lưng vẫn chạy vào rừng rậm. Trương Thành cẩn thận đi tới chỗ Thiết Tâm Nguyên, cẩn thận nói, chủ nhân, bắt ngựa hoang rất khó. Cần nhiều người bao vây 4 phương 8 hướng, chúng ta không đủ nhân thủ, lão hán cảnh cáo 10 người kia rồi, chúng không dám trốn nữa. Thiết Tâm Nguyên mỉm cười, được, nếu ông đã đảm bảo, ta không muốn làm kẻ ác, người đâu, thả họ ra, nếu kẻ nào chạy trốn chặt đầu nhi tử Trương Thành. Trương Thành hết hồn, vội nói, tiểu nhân không đảm bảo cho chúng. Ông xem, đến ông cũng không dám đảm bảo, sao ta yên tâm được, ta biết, các ngươi thấy ta cho các ngươi ăn no, cho các ngươi mặc ấm, các ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt, nên muốn chạy trốn thử vận may. Thiết Tâm Nguyên thoáng cái trở nên lạnh lùng, thương hại các ngươi lại không biết điều. Hôm nay chỉ cho ăn một nửa, tối sẽ không có, nếu còn có kẻ bỏ chạy, tiếp tục giảm thức ăn đến khi không còn sức mà chạy nữa. Trương Thành nghe nói tối nay không được ăn nữa hét lớn, bất công, chúng tôi không bỏ. Á, cạc cạc xông tới đạp thẳng vào mặt ông ta, dám lớn tiếng với chủ nhân, chán sống rồi. Trương Thành, nghĩ thấy ta giảm thức ăn là bất công, còn các ngươi chạy mất thì không bất công với ta à? Về đi, thương lượng với bọn chúng, nếu ta không khống chế được các ngươi, ta sẽ giết hết, 500 tên mục nô thôi, ở Liêu nhiều lắm. Trương Thành run run thi lễ rồi về chỗ đám mục nô, gọi mấy tên cường tráng tới thì thầm nói chuyện. Dùng liễu đỏ xiên thịt dê nướng tới vàng ruộng, ăn cực ngon, Thiết Tâm Nguyên rất thích kẹp vào trong bánh nướng xốp xốp ăn, kệ đám mục nô đói khát thèm thuồng. Úy Chỉ Văn cũng ăn bánh nướng, nhưng mắt lại nhìn mục nô chằm chằm, tộc trưởng, chúng tụ tập vào một chỗ rồi, liệu chúng có tạo phản không? Không đâu, nếu chúng có gan thì đã tạo phản 100 lần ở mục trường rồi, nhưng chúng ta ít người. Đối với câu hỏi của đứa bé này, Thiết Tâm Nguyên luôn kiên nhẫn trả lời, có lẽ một vài tên muốn tạo phản, nhưng đa phần thì không. Thế nên khả năng chuyện đại nghịch bất đạo sẽ khiến đám đồng bạn sợ hậu quả trói lại đưa tới trước mặt chúng ta, nếu ít kẻ tạo phản thì chúng không dám. Trước đó ta đối đãi tốt với chúng không phải nhân từ hay mua lòng người, mà ta biết sớm muộn cũng có kẻ bỏ trốn, lúc đó chúng sẽ hiểu chênh lệch đãi ngộ là gì. Thấy Úy Chỉ Văn vẫn còn có vẻ chưa bị thuyết phục hẳn, Thiết Tâm Nguyên xoa đầu nó, bọn họ làm nô lệ lâu. Khao khát lớn nhất là được chủ nhân đối xử tốt thôi, ta làm rồi, giờ có kẻ muốn phá hỏng ưu đãi đó, tất nhiên là thành kẻ địch của những người khác. Chúng ta có 40 người, bất kể thế nào cũng không trông coi hết 500 người, đợi đi, sẽ có kẻ gặp họa sớm thôi. Võ sĩ cũng đã luân phiên ăn no, nhưng không có phần của mục nô, quả nhiên không lâu sau có tiếng kêu cứu thê thảm. Úy Chỉ Văn quay đầu nhìn, thấy mấy tên mục nô xông vào đánh đập đám bỏ chạy vô cùng tàn nhẫn, làm nó không nỡ nhìn. Thiết Tâm Nguyên cầm đĩa bánh có thịt nướng của mình, nói với cạc cạc, đưa cho những kẻ vừa đánh người, nói rằng nếu chúng cai quản được kẻ khác, chúng sẽ thành thủ lĩnh, đãi ngộ ăn mặc giống chúng ta, biểu hiện xuất sắc còn được giải trừ thân phận mục nô, có tiền công. Cạc cạc thích nhất chuyện cáo mượn oai hùng, nghênh hang mang cái đĩa tới chỗ 7 tên mục nô hung tợn, làm rất tốt, giữ trật tự, đội ngũ, các ngươi sẽ thành phú ông, trước tiên ăn đi rồi nghe ra ra nói. Đám đại hán dập đầu tạ ơn, ngấu nghiến bánh thịt, nghe cạc cạc nói, gật đầu liên hồi, sau đó hiên ngang đi về phía đám mục nô. Đến đêm đám bỏ trốn bị ném ra khỏi lều, khóc lóc van xin không ăn thua,
còn bị chính đồng bọn của mình thêm một sợi dây thừng, húm núm tới báo cáo với Thiết Tâm Nguyên, thế là có thêm ít rượu. Tối hôm đó Cạc Cạc rất nhiệt tình bóp chân cho Thiết Tâm Nguyên, ánh mắt đầy sùng bái. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.